Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa Hà Nội tuyên 16 năm tù đối với hai người lên tiếng mạnh mẽ về vụ Đồng Tâm. Phiên tòa sơ thẩm xử hai nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm diễn ra vẻn vẹn trong vòng có 4 giờ đồng hồ vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2021 với 16 năm tù được tuyên. Đây là hai nhà hoạt động vì quyền đất đai lên tiếng mạnh mẽ trong vụ Đồng Tâm và cùng bị cáo buộc tội danh là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước theo điều luật số 117 của Bộ luật Hình sự. Ông Trịnh Bá Phương bị tuyên 10 năm tù giam cùng 5 năm quản chế, còn bà Nguyễn Thị Tâm thì chịu mức án 6 năm tù và 3 năm quản chế. Đây là hình ảnh hai nông dân dũng cảm giữ đất, đồng thời là nhà báo tự do đã đưa tin mạnh mẽ nhất về vụ Đồng Tâm. Bên trái là ông Trịnh Bá Phương, bên phải là bà Nguyễn Thị Tâm. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Nguyễn Văn Miếng nhận xét như sau. Bản án này đối với ông Phương là quá nặng, còn bà Tâm là tùy theo nhận định thôi. Đối với những người này thì ra tòa họ không có nhận tội, thì một ngày tù cũng là nặng. Tòa xử án 6 năm thì người ta có thể chấp nhận, nhưng riêng bản án của Phương đến 10 năm là mang tính chất trả thù Phương vì ông này như cái gai trong mắt của họ. Còn về tinh thần của hai nhà hoạt động trong phiên xét xử, luật sư Miếng cho biết như sau. Riêng Phương ra tòa thì rất là kiên cường. Phương ra tòa giống như một nhà hùng biện, thể hiện khí phách nhưng không phải theo kiểu chửi bới. Bà Tâm thì điềm đạm theo kiểu nông dân và không có gì xúc phạm hội đồng xét xử. Luật sư Lê Văn Luân tường thuật tại phiên tòa cho hay ông Phương nói rõ quan điểm chính trị của mình rằng cần phải đa nguyên chính trị, phản đối sự bất công của lập pháp và điều 4 của hiến pháp. Hai nông dân với những góc nhìn khác nhau tại phiên tòa cho thấy họ đã mang tinh thần và phong thái trang trọng hơn rất nhiều với những câu trả lời không chỉ thấm đẫm lương tâm mà còn có sự thấu biết khá lớn về nhiều vấn đề. Luật sư Lê Văn Luân viết trên trang Facebook của mình như vậy. Mặc dù bị tòa ngắt lời nhiều lần, nhưng lời nói sau cùng của ông Trịnh Bá Phương trong phiên tòa được bà Trịnh Thị Thảo, em gái ông Phương, ghi lại trên trang Facebook cá nhân như sau. Tôi đấu tranh với mong muốn đất nước tôi không còn bị tình trạng hàng trăm người bị đánh chết trong đồn công an. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng người Việt Nam phải rời bỏ quê hương đi làm thuê ở xứ người qua những tổ chức buôn người với vỏ bọc xuất khẩu lao động. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn là tình trạng ruộng đất với bờ sôi ruộng mật là sinh kế của người nông dân bị Đảng Cộng sản cướp đoạt. Đây là hình ảnh ông Trịnh Bá Phương trong phiên tòa. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng đảng cử, dân bầu và người dân phải được bầu cử tự do. Và tôi đấu tranh để người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức hèn với giặc, ác với dân. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng áp bức, bóc lột. Và tôi chống Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm chính nghĩa. Tôi không có tội với dân, với nước. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội, bán nước, hại dân. Nhân dân và lịch sử sẽ phán xét tội ác của Đảng Cộng sản đã gây ra với dân tộc Việt Nam. Cũng trong phiên tòa, ông Trịnh Bá Phương đã tố cáo đã bị đánh đập, ép cung nhưng không được tòa xem xét. Ông Trịnh Bá Phương nói rằng, trong quá trình điều tra tôi bị tra tấn, đánh đập, ép cung. Có 4 người thay nhau đánh đập, đánh vào bộ phận sinh dục của tôi. Ngoài ra họ còn có hành vi tra tấn, đe dọa và gây áp lực tinh thần với tôi. Đó là vào các ngày 24 tháng 6 năm 2020, 25 tháng 8 năm 2020, mùng 9 tháng 9 năm 2020 và ngày 27 tháng 10 năm 2020, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Và các điều tra viên liên tục thực hiện đe dọa tinh thần tôi sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần rằng mày không khai báo thì mày sẽ phải ở với những thằng điên. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, bên an ninh điều tra đã dẫn một người đến giới thiệu là cán bộ của Bộ Công an. Họ đã liên tục đe dọa và áp lực tinh thần với tôi. Đây là hình ảnh nhà cầm quyền Hà Nội bắt giam cả ba mẹ con gồm ông Trịnh Bá Phương ở giữa, ông Trịnh Bá Tư và bà Cấn Thị Thêu. Riêng bà Cấn Thị Thêu đã bị họ bắt tù đến lần thứ hai. Những gì tôi nói là hoàn toàn đúng sự thật. Hôm tôi bị đưa xuống bệnh viện tâm thần, có ông Hoàng Hà làm kiểm soát viên.
Cũng trong phiên tòa, ông Trịnh Bá Phương tố cáo đã nhiều lần bị chính quyền áp bức trước khi bị bắt giam, rằng trên 20 lần tôi bị bắt trái phép, bị lực lượng công an đánh đập. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, tôi bị bắt, đánh đập, bắt đưa lên xe. Ông Phương nói, tuy nhiên tòa không tỏ ý quan tâm những chi tiết này. Trong phiên tòa xét xử, không một người nhà nào của bị cáo được tham dự. Phía chính quyền thậm chí còn bắt và kêu lưu toàn bộ người thân và người ủng hộ của hai nhà hoạt động khi họ đến Tòa án Nhân dân Hà Nội. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội quy kết hai ông bà Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm đã thực hiện việc phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết, trạng thái, chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân các nội dung liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm. Những thông tin và nội dung này bị cho là đã xuyên tạc, bịa đặt tình hình diễn ra tại Đồng Tâm, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín danh dự của người khác, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mạng báo của Công an Nhân dân Việt Nam thì dẫn lời hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi của các bị cáo gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đe dọa phá vỡ sự vững mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, gây ảnh hưởng đến uy tín và sự hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, chính trị của nhà nước và từng địa phương. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Tâm trong phiên tòa. Cả ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm đều bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020. Ngoài ra, mẹ và em trai của ông Phương và bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư cũng bị bắt cùng ngày. Trước phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ cáo buộc mang động cơ chính trị đối với hai nhà hoạt động ở phường Dương Nội. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trịnh Văn Miếng tóm tắt lại phiên xét xử như sau. Về ông Trịnh Bá Phương, vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, ông Phương đã đăng hai livestream vào lúc 6 giờ 38 phút và 23 giờ 40 phút về việc Công an thành phố Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Facebook của ông có đăng và chia sẻ 43 bài. Ngoài ra, ông còn tàng trữ một quyển Cẩm nang nuôi tổ của tác giả Phạm Đoan Trang, nhưng tác giả lại không bị xử lý. Trong quá trình điều tra, ông giữ quyển im lặng nên bị cơ quan điều tra cho đi nhà thương điên một tháng để giám định tâm thần. Về bà Nguyễn Thị Tâm, đăng trên trang Facebook 6 video clip và 114 bài viết và chia sẻ, trong đó có các ngày 9, 10, 11 tháng 1 năm 2020, bà liên tục đăng tải các bài viết trạng thái chia sẻ về sự kiện tại Đồng Tâm. Đây là hình ảnh sau khi đưa 3.000 cảnh sát cơ động nửa đêm tấn công ở làng Đồng Tâm hành quyết cụ Lê Đình Kình một cách dã man ngay trong phòng ngủ, thì nhà cầm quyền Hà Nội đã tiếp tục mở phiên tòa tuyên án tử hình cả hai người của cụ Lê Đình Kình là Lê Đình Công bên phải và Lê Đình Chức bên trái. Họ là hình mẫu chung cho người nông dân bị mất đất tại Dương Nội, khi thấy đồng bào Đồng Tâm lâm hoàn cảnh tương tự đã chia sẻ, kêu cứu giúp như truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, nhiễu điều phủ lấy giá hương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Không phải như kết luận điều tra đã viết rằng họ không có quyền lợi, lợi ích gì liên quan đến tại xã Đồng Tâm. Một văn phòng luật sư tại Hà Nội cũng đã tư vấn cho bà con Dương Nội khiếu nại đất đai theo quy định của pháp luật. Hiện còn hai vụ khởi kiện hành chính đang dang dở. Luật sư đã bị triệu tập làm việc. Trong phiên tòa, luật sư bảo chữa đã có kiến nghị những bất cập về giám định tư tưởng. Điều 117 Bộ luật hình sự và luật đất đai sở hữu toàn dân đã đẩy hai nông dân phản động yêu nước ra trước vành móng ngựa. Bên ngoài tòa, cách vài trăm mét, mãi tít đường Phạm Văn Bạch, thân nhân hai bị cáo đã không được tham gia phiên tòa và đã bị hốt về đồn cùng với bà con ở Dương Nội. Một phiên tòa án xét xử vội vã, liên tục, không nghỉ trưa, hạn chế phần tranh luận, không bình chiếu chứng cứ, không triệu tập người làm chứng và giám định viên tư tưởng, nghị án trong 10 phút và tuyên một bản án 16 năm tù cho hai nông dân như chạy đùa với thời gian. Ông Phương và bà Tâm đã bình thản lắng nghe tòa tuyên án và nói với các luật sư rằng chúng tôi sẽ kháng cáo. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin rốt nát cộng với độc đoán sẽ thành giết người. Sự rốt nát mà tôi muốn nói đến ở đây không phải là thiếu kiến thức, thiếu trình độ,
mà là sự thiếu kiến văn hóa, thiếu tầm nhìn và thiếu nhân tính. Khi một nhân tính không có, chưa được sống trong môi trường dân chủ và phải chịu độc đoán, độc tài quá lâu, người ta sẽ định nghĩa về tự do, dân chủ bằng con mắt độc tài, bằng hệ quy chiếu của kẻ quen áp đặt. Trường hợp Thủ tướng Phạm Minh Chính là một ví dụ rất điển hình. Blogger viết từ Sài Gòn đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Trong lần chống dịch thứ tư, hay nói chính xác hơn, từ khi ông Chính đã làm Thủ tướng, tình hình dịch dã thay đổi một cách bất thường. Trong lúc dịch khu vực đang giảm, thì Việt Nam lại tăng đột biến và không ngừng. Điều này khiến tôi nhớ đến câu, nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó sẽ chạy sang Việt Nam, của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nay là Chủ tịch nước. Nói thì nghe khôi hài, nhưng ông Phúc có cái lý, cái tự tin của ông ta, bởi ông ta có cách chống dịch khoa học và nhân văn hơn. Ông ngăn chặn dịch từ bên ngoài chứ không nhốt dịch thành từng chuồng trại bên trong như ông Chính sau này. Đây là hình ảnh, nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó sẽ chạy về Việt Nam. Câu nói nổi tiếng của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 8 tháng 6 năm 2020 từng làm dậy sóng dư luận cả nước. Khi ông Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng, không bao lâu thì dịch hoành hành và tính cách độc đoán, cá tính, thổ ti miền núi của ông Chính thể hiện rất rõ. Xin nhấn mạnh là cá tính thổ ti những kẻ có quyền lực của các tộc người thiểu số, chứ người dân ở Thanh Hóa thì không phải như vậy. Độc đoán, ôm đồm và toàn trị cũng lên nổi tiếng từ đây. Và vì sao nói ông Chính độc đoán? Bởi tất cả các hành vi của ông trong chống dịch, tôi dám nói một cách điều rằng ông làm mích lòng không ít người cấp dưới bởi cách đe nẹt, chỉ mặt và nhúng tay quá sâu vào công cuộc chống dịch ở địa phương. Ông cứ nghĩ Sài Gòn cũng giống như ở miền núi Thanh Hóa vậy. Nhà cách nhà, vườn cách vườn cả vài trăm mét, không khí thoáng đãng, mát mẻ và người ta có thể ra vườn. Chính cái nghĩ thô sơ này dẫn đến quyết định phong tỏa tối đa Sài Gòn. Nếu cơ quan chấp pháp không phong tỏa nổi thì đưa quân đội vào phong tỏa. Và phong tỏa quyết liệt đến mức cả bí thư Sài Gòn cũng than thở rằng cách ly tìm ra F0 rồi đó mà chẳng biết để làm gì. Câu nói này hàm ý của ông ta rằng quyền lực cao nhất ở Sài Gòn cũng không biết mình phải làm gì, chỉ biết làm theo chỉ đạo ở bên trên. Rõ ràng ở đây ông Chính là kẻ độc đoán, là kẻ chỉ đạo tối cao để phong tỏa Sài Gòn, để đưa đến hậu quả chết gần 20 mấy ngàn người, không ai khác cả. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong một cuộc họp chống Covid-19. Và hầu hết các cuộc họp trực tuyến, ông Chính hỏi các lãnh đạo địa phương về số ca mắc trong ngày, tình hình chuyển biến dịch. Nếu lãnh đạo nào không trả lời kịp thì bị ông của trách, nói giễu cợt, một cung cách làm việc nếu nhìn qua thì thấy có vẻ nghiêm túc, bám sát thực tế, nhiệt tình. Nhưng kỳ thực, nó che giấu bên trong sự ôm đồm và coi thường cấp dưới, một kiểu làm việc mang màu sắc quân phiệt. Bởi việc cấp dưới chưa cập nhật được tình hình dịch bệnh, báo cáo chậm, báo cáo dựa vào số liệu của trợ lý là bình thường, vấn đề giải quyết nó như thế nào mới là quan trọng. Ở đây, ông Chính đưa ra chỉ thị, đưa ra chương trình chống dịch chung và cụ thể hóa cho cả nước rồi, mà áp đặt cho mọi nơi đều dùng chung một kiểu. Công việc của lãnh đạo địa phương là cập nhật mỗi ngày, báo cáo nhanh gọn cho ông. Cách làm việc này lấy mất khả năng ứng biến tại chỗ của lãnh đạo mỗi địa phương và biến các lãnh đạo địa phương thành một loại báo cáo viên, một con vẹt có thẻ. Và khi hàng chục ngàn cái chết xảy ra, khi hàng chục ngàn người lay lắt đói khổ, hàng chục ngàn người chạy về quê như thú hoang chạy cháy rừng, thì ông Chính mới tạm dừng kiểu giới nghiêm, khoanh vùng, phong tỏa lại. Kết quả là mặc dù dịch vẫn tràn lan, F0 đầy rẫy, nhưng gần một tháng qua không có tình trạng chết chồng chết như lúc ở Sài Gòn phong tỏa. Đây là hình ảnh thắp nến ở Thành phố Hồ Chí Minh tưởng niệm 23.000 nạn nhân chết vì Covid-19 trong cơn đại dịch thời gian qua. Và nếu không lầm thì người chết vì dịch đã giảm xuống tới mức tối thiểu. Điều này cho thấy biện pháp chống dịch trước đó hoàn toàn thất bại và có tác dụng ngược. Nhưng bản tính cố chấp của ông Chính vẫn chưa giảm. Ông vẫn tiếp tục ra lệnh giả soát tiêm vaccine bằng mọi giá, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tìm và tiêm. Người nào không tiêm thì dùng biện pháp mạnh, chẳng hạn như chữa bệnh tự trả tiền. Xin trích đọc văn bản của cuộc họp mới đây như sau.
chỉ đạo tại cuộc họp toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người tiêm vét vaccine. Ai chưa tiêm buộc phải tiêm, ai cương quyết không tiêm thì phải xử lý theo quy định của pháp luật, vân vân. Đến đây thì thực sự là lòi ra cái rốt căn bản của ông ngồi ghế Thủ tướng. Và vì sao lại như vậy? Vì khi trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông nước ngoài, ông Chính từng định nghĩa rằng dân chủ là mọi người có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, vân vân. Điều này khiến người dân giật mình, mà không riêng gì mỗi người đó đâu, bởi cái định danh nghĩa về dân chủ như thế này đã kéo đất nước thụt lùi ít nhất nửa thế kỷ. Những thứ mà ông Chính nghĩ là dân chủ thực ra thuộc về nhu cầu, bản năng tự nhiên, nó không phải là một khế ước của một xã hội văn minh. Đây là hình ảnh hôm 1 tháng 11, phát biểu trước kiều bào ở Anh, ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng: "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cho cơm ăn, áo mặc cho 100 triệu dân." Dân chủ là một khế ước, là cách định nghĩa về chỗ đứng cùng với các giá trị liên đới của con người trong xã hội loài người, một xã hội văn minh. Và dân chủ không phải là cơm ăn, áo mặc hay nhà ở, mà là chỗ đứng, vị trí công dân, vị trí nhân phẩm, vị trí tiếng nói của công dân, tự do ngôn luận, tự do lập hội và nhóm, vân vân. Có cả 1001 cách biểu trị, biểu đạt dân trí, dân chủ mà bất kỳ một nhà lãnh đạo nào hiểu biết, tiến bộ nào cũng nắm rõ, trừ các nhà lãnh đạo độc tài ở các quốc gia lạc hậu như Việt Nam. Và cái cuộc họp gần đây nhất về vấn đề tiêm vaccine cho nhân dân theo kiểu áp đặt, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người của ông Chính càng chứng minh rõ điều thứ tư duy độc đoán, nông cạn và không có dân chủ của ông Thủ tướng. Và vì sao phải nói nặng lời như vậy? Vì quyết định, chỉ thị và mọi áp đặt của ông lúc này có liên quan đến hàng triệu mạng người, chứ không phải là con gà, con chó, con lợn. Rõ ràng ở đây thiếu một động tác vô cùng quan trọng, đó là cam kết từ phía chính phủ và phía nhà sản xuất vaccine. Nếu tiêm vào thì chết, thì họ đền bù như thế nào đây? Bởi vaccine bán lấy tiền, đây là sản phẩm y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho con người. Khi tiêm có thể gây tử vong, thì người bán và người tổ chức tiêm phải chịu trách nhiệm. Và người ta đang làm lành mạnh, không bị nhiễm COVID-19, mà có bị nhiễm cũng chưa chắc đã chết. Đùng cái bắt người ta trích vaccine, tử vong thì anh ném hàng chục triệu ra là xong hay sao? Câu hỏi cũng được nhiều người đặt ra. Đây là hình ảnh bài báo ghi nhận 4 công nhân tử vong khi tiêm vaccine ở Thanh Hóa. Ngoài ra cũng có 4 ca tử vong khác sau khi tiêm vaccine COVID là học sinh phổ thông. Rõ ràng cái lệnh này có 2 vấn đề. Thứ nhất là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phạm pháp mà ông vẫn dùng, vẫn cứ ra lệnh bắt áp đặt người dân tiêm vaccine mà vaccine không đảm bảo đó có miễn dịch hay không, không đảm bảo có sốc phản vệ hay không và cũng chưa được thử nghiệm một cách kỹ lưỡng. Bằng chứng là có nhiều người chết vì sốc vaccine, có nhiều ca F0 sau khi tiêm mũi thứ 2. Như vậy, việc áp đặt tiêm này nhằm mục gì, nó có tác dụng gì, câu hỏi cũng được nhiều người dân đặt ra. Thứ hai, ông bắt người dân phải cam kết tự trả tiền chữa bệnh nếu không tiêm. Thế cơ quan y tế, chính phủ có cam kết nếu người tiêm bị sốc phản vệ, tử vong thì nhà nước, chính phủ và bản thân ông, người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay chưa? Và ông đã giải thích đầy đủ cho người dân hiểu về việc phải tiêm vaccine hay chưa? Và ông có biết ông đang phạm luật hay không? Đó là luật bảo hiểm y tế. Khi người dân tham gia bảo hiểm y tế, họ sẽ được chữa bệnh bằng chính bảo hiểm y tế của họ. Đây là quyền tối thiết của con người. Ông cũng không thể can thiệp vào vấn đề chi trả từ cơ quan bảo hiểm y tế được. Bởi ở đây, ngoài yếu tố y tế cộng đồng, nó còn là hợp đồng kinh tế giữa cá nhân với cơ quan bảo hiểm. Người ta bỏ tiền ra mua gói bảo hiểm y tế cho bản thân khi gặp sự cố về sức khỏe, cơ quan bảo hiểm y tế phải chi trả. Đó là nguyên tắc của pháp luật. Ông căn cứ vào đâu để can thiệp vào chuyện này? Bởi suy cho cùng, nhân dân bây lâu giờ đã hiểu biết về tiến bộ gấp rất nhiều lần so với nhân dân của những năm 1980, 1990, thậm chí đến năm 2000, vân vân. Đừng đẩy nhân dân trở thành những con vật nằm kẹt cứng trong cái chuồng trại, bởi không có gì đáng sợ hơn những con vật đã quá sợ hãi được sổng chuồng. Hãy hiểu rằng nhân dân là con người, những con người tiến bộ và nhân ái.